và nhà thì đây là cái đường hướng lên chùa Đại Tuệ, nơi được cho là mộ của vua Cảnh Thịnh nằm tại đây. Cũng trên đỉnh núi này thì ngày xưa vua Quan Trung đã hợp quân và đánh tan 29 vạn quân Thanh. Giờ trên đây là dãy núi cũng khá là cao nên mình đi cũng một mình quay cũng rất là khó luôn. Dưới đó là đèo quá nha, trên là dùng thông đồ. Khung cảnh khá là tuyệt đẹp. Quá đẹp luôn. Đầu núi là dài nữa. Chùa Đại Tuệ 3 cây nữa. Mọi người biết để lên chùa Đại Tuệ là đi từ dưới đất lên là tới 5 cây. Lên núi là tới 5 cây. Mà đi đường như thế này. Đường này là ban ngày đi thôi chứ ban đêm đi là cũng khá là sợ. Hẻo lánh. Giờ mình sẽ tắt video và sẽ đi lên trên để quay luôn cho cả nhà xem. Khung cảnh giống như là một cái cảnh ở Đà Lạt, toàn cảnh rừng thông, làng mạc nhà cửa. Khá là đẹp luôn cả nhà. Y hệt như là rừng thông vậy.